Ông bố nhiệt tình của năm là đây. Con trai đi Mỹ về mà chưa có bồ. Bố đi ngoại giao bàn bên rồi đẩy thuyên nhiệt tình. Không ai nỡ chối từ. Ủa, kiểu nó ở Mỹ. Con này không có bồ. Thằng này ở Mỹ. Bạn con ở nhà mẹ. Nó ở Mỹ. Nó không dám đi qua cụ nó mất cỡ nè. Không sao, bạn con dạng lắm. Mày có muốn dạng không? Mày có uống sữa chu được không? Mày chưa qua. Ở Mỹ mày qua mày mời bạn đi Minh. Mày thương quá. Tao đi theo mày. Thôi cho nó tự qua đi, cho nó tự qua đi. Vô chứ tự qua. Mình nó tự qua. Em lấy đi qua. Không, nó lấy đi qua. Đi. Từ từ. Mày đi kỹ không? Muốn là phải đưa đi với ta nha. Mình được vô. Mới đi về